Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình Nam CK ha. Đây là một buổi làm việc của mình ha. Tại tòa nhà phòng trọ ở quận 9 các bạn. Ở đây các bạn thấy không? Tụi mình đang set up lại cái phòng, đang sơn lại một cái phòng ở tòa nhà ha, ở quận 9 ha. Đây, mình sẽ quay lại cho các bạn xem ha. Đây mình set up ha. Ở một cái căn phòng ha. Ở quận 9 có một cái cửa sổ hướng ra ngoài các bạn. Rất là tuyệt vời ha. Mát mẻ. Thoáng mát ha. Đây có là bếp, phòng toilet nha. Đầy đủ. Đây. Rất là sạch các bạn ạ. Ok. Các bạn ở đây thì sẽ có một tiện nghi rất là đầy đủ, dịch vụ được chăm sóc rất là chu đáo các bạn ạ. Có camera và khóa vân tay an ninh. Rất là tốt ha. Đây mình đang sơn lại cái tường ha. Các bạn thấy không? Sơn lại tường trắng để bàn giao cho khách ha. Phòng này là có người đặt cọc nha các bạn nhé. Phòng 3 triệu ha. Nếu không có nội thất ha. Có thêm nội thất thì phải thêm tiền ha. Phải 3 triệu 8 là các bạn có đầy đủ tất cả mọi thứ ha. Nội thất từ tủ lạnh, bàn, ghế và bếp. Và có máy lạnh nha các bạn nhé. Rất là mát ha. Ok ha. Có đầy đủ nha. Mình sẽ quay một vòng cho bạn xem cái phòng ha. Phòng này rộng 20m² nha các bạn. Bạn nào cần liên hệ phòng cho thuê hay một căn hộ nhỏ có setup đầy đủ tiện nghi thì hãy liên hệ với bên phía bên mình ha. Bên mình Vivo Home ha. Luôn phục vụ các bạn ha. Hãy liên lạc với mình qua số điện thoại bên dưới hoặc số mô tả ha. Mình sẽ giới thiệu cho bạn những căn hộ rất là tuyệt vời mang đi sự tiện nghi và thoải mái nhất có thể. Hẹn các bạn một clip tiếp theo. Bye.